dụng cụ cọ nồi đa năng kiêm ngăn đựng nước rửa chén. Chị em nội trợ ngại nhất công việc rửa bát đĩa, xoong nồi khi mùa đông lạnh lẽo, đặc biệt là những ngày lễ Tết, đám giỗ thì lượng bát chén quá nhiều, xoong nồi, chảo dùng lâu cáu bẩn lại, bạn rất ngại khi phải động tay vào phải không? Dụng cụ rửa xoong nồi đa năng tích hợp ngăn đựng xà phòng rửa sẽ giúp giảm bớt sự phiền toái đó cho các mẹ. Chỉ cần cho nước rửa chén vào ngăn chứa, các mẹ đã có thể rửa sạch nhanh chóng cả sân bát đĩa. Nhanh hơn, sạch hơn, tiết kiệm nước rửa chén hơn, dụng cụ cọ xoong nồi thông minh này giúp việc nội trợ của chị em phụ nữ trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn. Cách sử dụng đơn giản, tiện dụng, giúp bảo vệ xoong nồi, giúp bạn cọ tẩy nhanh những vết bẩm bám chắc trên thành xoong nồi mà không cần phải mất quá nhiều thời gian, công sức, rất hiệu quả và tiện ích cho các bà nội trợ hiện đại. Các bà nội trợ hoàn toàn yên tâm và không còn lo lắng về bàn tay mình bị sần sùi hay khô rát do chùi rửa xoong nồi. Sản phẩm thiết kế cực kỳ thông minh với một bầu đựng nước rửa chén bát ở phía trên liên kết với đầu bối kim loại phía dưới, kết hợp với chế độ nhà dầu theo ý muốn, có thể làm hai việc trong một lúc. Khi bạn cọ xoong nồi, nước rửa chén sẽ tự động chảy xuống phần bàn chải, giúp tẩy cọ thật nhanh và sạch. Bạn chỉ cần cho một lượng xà phòng rửa bát rất ít. Sau khi cho vào bầu đựng, bạn đổ thêm ít nước vào và lắc nhẹ rồi sử dụng. Đây là một cách rửa sạch xoong nồi tiện ích mà lại tiết kiệm nữa. Sản phẩm với nhiều tính năng ưu việt giúp cho các bà nội trợ có được nhiều thời gian thư giãn hơn, dễ dàng cọ rửa lấy đi các vết bẩn khó rửa. Ngoài việc cọ rửa bát, bạn cũng có thể sử dụng dụng cụ này để cọ nhiều thứ khác khi cần. Trên đầu chổi cọ có nút ấn, bạn ấn nhẹ vào nút này mỗi khi muốn có thêm xà phòng khi cọ rửa. Kiểu cọ có độ cứng vừa phải, không làm hỏng lớp trắng nồi, xoong chảo mà vẫn giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem.